Kita Capital là dự án tổ hợp căn hộ cao cấp, nhà ở thấp tầng và văn phòng hạng A do Kita Group đầu tư phát triển nằm trong khu đô thị Shibuya, Hà Nội. Dự án Kita Capital Shibuya có quy mô diện tích 19 ha gồm 6 tòa chung cư, 1 tòa văn phòng và hơn 300 biệt thự tại nội khu của Shibuya. Giai đoạn 1 mở bán biệt thự phân khu Cát Tường và Hoàng Yến với tổng số 244 sản phẩm biệt thự. Thừa hưởng dịch vụ sẵn có của Shibuya với các trường học quốc tế, sân thể thao và hệ thống cảnh quan cây xanh, Kita Group lần đầu tiên đưa ra concept tiện ích nội khu riêng cho dự án. Kita Capital là một tổ hợp kiệt tác giữa lòng Hà Nội nhờ hội tụ các giá trị vàng từ môi trường sống xanh, cư dân văn minh tới những tiện ích phong phú xung quanh giúp nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp và tạo nên cuộc sống hưởng thụ viên mãn. Tổng quan dự án. Tên dự án: Kita Capital. Vị trí dự án: khu đô thị Shibuya, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư: Kita Group. Đơn vị quản lý vận hành: CBRE. Đơn vị phát triển dự án: Grandmer. Quy mô dự án: 19 ha bao gồm cả khu cao tầng và thấp tầng. Tổng số sản phẩm BT2 và BT5: 244 sản phẩm. Tiến độ thi công: phân khu BT5 đã hoàn thành, phân khu BT2 bàn giao cuối năm 2023. Diện tích sản phẩm biệt thự: 140-147-180 m2. Thiết kế công trình: một hầm, 3 tầng, 1 tum. Chiều dài mặt tiền: 7 và 9 m. Tiện ích: hai khu công viên, cảnh quan rộng 3.890 m2 và 6.011 m2. Hạ tầng giao thông: đường 13.5m, 17.5m, 21m, 30m. Hình thức sở hữu: sổ đỏ vĩnh viễn từng lô. Dự án Kita Capital nằm trong khu đô thị Shibuya, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là vị trí đắc địa trung tâm của khu đô thị quốc tế Nam Thăng Long, Shibuya, với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tiện ích đồng bộ và giao thông thuận tiện. Dự án cách mặt đường 40m mới, khoảng 20m, kết nối Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng với một mặt hướng thẳng ra sông Hồng. Kita Capital nằm tại vị trí đắc địa là cửa ngõ Tây Bắc của thành phố Hà Nội, kề bên là sông Hồng lịch sử và Hồ Tây truyền kỳ. Nằm trong quần thể đô thị lớn Shibuya, khu đô thị đáng sống nhất Hà Thành với hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển hoàn thiện, dịch vụ tiện ích cư dân hoàn toàn có thể hưởng chọn cuộc sống tiện nghi sang trọng. Kita Capital tọa lạc tại vùng đất đầu dòng thắng địa, vị trí long mạch của thủ đô. Kita Capital sở hữu phong thủy đắc địa bậc nhất thành phố, quy tụ những giá trị tinh hoa trong phong thủy, thừa hưởng linh khí thịnh vượng từ thiên nhiên ban tặng. Dự án Kita Capital nằm trong lõi của khu đô thị Shibuya với mặt cổng chính là đường Võ Chí Công. Dự án nằm cạnh sân golf và đối diện là đại dự án Lotte Mall đã khai trương tháng 9 năm 2023. Đây là tổ hợp trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim, thủy cung, văn phòng, căn hộ dịch vụ, chung cư, khách sạn đẳng cấp bậc nhất khu vực. Liên kết vùng dự án Kita Capital Hà Nội. Cách công viên nước Hồ Tây 1 km. Cách công viên Hòa Bình 5 km. Cách bệnh viện E 7 km. Cách khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình 10 km. Cách sân bay Nội Bài 18 km. Cách trường quốc tế Liên Hợp Quốc UNIT 1 km. Cách chợ Bưởi 4 km. Cách thung lũng hoa Hồ Tây 1,5 km. Cách cầu Nhật Tân 500 m. Kita Capital nằm trong khu đô thị Shibuya đẳng cấp bậc nhất Hà Nội nên được thừa hưởng trọn bộ tiện ích mà khu đô thị mang lại, bao gồm trường học quốc tế UNIT, sân golf, spa, gym, Shibuya Club, đường dạo bộ riêng biệt. Với 77 ha dành cho cây xanh và mặt nước, Shibuya là một trong những khu đô thị sở hữu hệ sinh thái xanh toàn thiện và quy mô bậc nhất Việt Nam. Cư dân tại Kita Capital sẽ được trải nghiệm cuộc sống như hoàng gia châu Âu khi bước ra ngoài phố đã có tiện ích ngập tràn. Hệ thống an ninh 24/7, phòng khám gia đình trực tiếp, hệ thống xử lý rác thải riêng và tận hưởng các dịch vụ ngôi nhà thông minh chỉ bằng vài thao tác trên thiết bị di động. Tiện ích dự án Kita Capital Tây Hồ. Bể bơi ngoài trời. Khu tắm tráng. Tuyến phố đi bộ nội khu riêng. Sân cờ, bàn ghế đa năng. Tháp đồng hồ. Khu vườn cây mát cổ thụ. Đài phun nước nội khu. Sân ánh sáng. Vườn nướng BBQ. Sân vui chơi cho trẻ em. Kita Capital được triển khai xây dựng trên diện tích đất 18,8 ha gồm 383 căn biệt thự song lập, đơn lập, liền kề, shop house cùng với đó là các tòa căn hộ chung cư, văn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu sang trọng. Các căn hộ Kita Capital được thiết kế chuẩn châu Âu với tầm view thoáng đãng kết hợp với các cửa kính rộng lớn càng làm cho các căn biệt thự tại đây như được hòa mình vào với thiên nhiên.
Dự án Kita Capital được quy hoạch tại khu đô thị Shibuya với quy mô gồm 3 phân khu chính. The Villas, khu thấp tầng gồm các loại hình, biệt thự song lập, đơn lập, liền kề, shop house. The Residence, khu cao tầng, các căn hộ chung cư cao cấp. The Complex, khối tòa nhà văn phòng. Đặc biệt tại dự án Kita Capital là sự xuất hiện các lô nhà phố thương mại shop house Kita Capital. Tuyến phố mua sắm kết hợp với các dịch vụ tiện ích đã làm cho nơi đây trở thành điểm nóng sầm uất nhất khu vực Shibuya.